trong cái chiến dịch giải phóng Quảng Trị năm 1972, bao gồm chủ lực có hỏa lực mạnh nhưng đồng thời có bộ đội địa phương của dân du kích thành một sức mạnh tổng hợp. Quang Sơn còn, Quảng Trị còn, Quang Sơn còn, Thành Cổ còn. Vừa là ác liệt, vừa là gian khổ, vừa là phải chiến đấu dài ngày. Đồng đội tôi hy sinh ở trên dòng sông Thạch Hãn đúng là đến nay 45 năm đã trôi qua, thì đó là một kỷ niệm vừa day dứt vừa ân hận. Bản thân chúng tôi là những người còn sống sót, nó cho may mắn hơn hàng trăm hàng ngàn đồng đội chúng tôi. Chúng tôi thấy rằng cái xương máu mà đổi độc lập tự do là nó cái giá trả rất đắt. Quảng Trị là quê hương thứ hai của chúng tôi. Trong cái chiến dịch giải phóng Quảng Trị năm 1972, thì riêng những sư đoàn chủ lực, chúng ta đã huy động tới 6 sư đoàn tham gia. Ngoài cái 6 sư đoàn chủ lực ấy, thì các cái trung đoàn, các cái tiểu đoàn của địa phương, của Quảng Trị, của Thừa Thiên cũng cùng với cái số anh em là du kích ở địa phương đã phối hợp với nhau rất chặt chẽ, hỗ trợ cho nhau. Cho nên là đồng thời là được cái sự chi viện đắc lực của hỏa lực. Vì lúc ấy chúng ta huy động những cái lực lượng pháo binh gồm có pháo mặt đất, rồi cao xạ, rồi xe tăng. Cho nên nó thành một cái đánh ở đây không phải chỉ đơn độc pháo binh mà nó là binh chủng hợp thành. Đúng 11 giờ ngày 30 tháng 3 năm 1972, trận bão lửa thép với hàng vạn quả đạn pháo của quân ta cấp tập trùm lên cả căn cứ quân sự của quân ngụy tại Đồng Toàn, Ba Hồ, Đồi Tròn, Đầu Mầu, điểm cao 544 ở phía tây, đến Quán Ngang, Cửa Việt ở phía đông, Dốc Miếu, Cồn Tiên ở phía bắc, Đông Hà, Ải Tử, thị xã Quảng Trị, La Vang ở phía nam. Mở màn cho chiến dịch lịch sử Quảng Trị năm 1972, một chiến dịch kéo dài và ác liệt nhất trong toàn cuộc chiến tranh chống Mỹ giải phóng miền Nam, mà thắng lợi của nó đã mở toang khu giới tuyến, cánh cửa ngăn cách giữa hai miền Nam Bắc, tạo ra cuộc chiến mới hết sức thuận lợi cho trận toàn thắng mùa xuân năm 1975. Mà nhiệm vụ của sư đoàn 304 là đánh trên hướng chủ yếu của chiến dịch, tức là từ phía tây, để trước mắt là phải giải quyết, phải tiêu diệt được cái cứ điểm là Đầu Mầu, Ba Hồ và Đồng Toàn, sau đó đánh chiếm cái căn cứ 241 là cái sở chỉ huy của trung đoàn 56 ngụy, để mở ra cái cửa để chúng ta đưa những cái lực lượng chủ lực vào để mà tiêu diệt cái Ái Tử và Đông Hà. Thì có thể nói là ngay từ cái phút đầu, tức là 3 phút đầu mở chiến dịch, mà cái trung đoàn 9 của tôi là cái đơn vị được giao nhiệm vụ là chính là tiêu diệt Đầu Mầu, là cái trận mở màn cho chiến dịch. Thì chỉ trong 30 phút chúng tôi đã tiêu diệt cái cứ điểm này, mở toang cái cánh cửa đường 9 ra. Tiếp theo ấy là đợt 2 của chiến dịch ấy, thì lúc này tôi là trung đoàn phó trung đoàn 9 cũng đã giao trực tiếp chỉ huy một tiểu đoàn và một đại xe có nhiệm vụ ngày 27-28 là phải cắt bằng được cái cầu Quảng Trị, tạo cái thế bao vây khi cắt chiến lược chiến địch để cho chủ lực chúng ta tiêu diệt toàn bộ 2 vạn quân địch ở Đông Hà, Ái Tử và sân bay Ái Tử. Thì đêm ngày 28 thì chúng tôi đã vào được cái cầu Quảng Trị, và 3 giờ sáng thì tôi lên kiểm tra thì tôi đã thấy rằng chúng ta đã chiếm được rồi. Cho nên tôi lệnh cho cái đại đội đặc công mang 500 kg bột phá C4 ấy, là cái loại gấp 45 lần của cái TNT, phá sập được cái cầu Quảng Trị và tạo được điều kiện địch không thể từ ở bên thị xã để sang chi viện, cũng như là từ ở Ái Tử Đông Hà chạy về. Cho nên ngày 30 thì chúng ta đã tiêu diệt toàn bộ quân địch ở phía Bắc Quảng Trị. Thì đấy là một cái điểm trong cái đợt 2. Phối hợp với đòn tiến công của bộ đội chủ lực và bộ đội địa phương,
nhân dân Quảng Trị nổi dậy giành lại chính quyền ở khắp các thôn xã. 18 giờ ngày 1 tháng 5 năm 1972, tỉnh Quảng Trị được hoàn toàn giải phóng. Sáu giờ thì liên lạc tiểu đoàn đưa cho tôi lá cờ. Thế mà tôi gọi đồng chí Hiền với lại đồng chí Đặng Quang Nhuận và đồng chí Nguyễn Văn Hiền ấy, là tôi dẫn lên cổng thành phía trước ấy, và leo lên cổng cắm lá cờ lên nóc thành Quảng Trị. Thì cùng lúc đấy thấy dân chúng kéo về rất đông. Và hỏi vào quần áo đẹp hơn mình. Quần áo xanh đỏ tím vàng là rất là nhiều màu. Thế thì họ về hỏi mắt chăm chăm nhìn lên cờ giải phóng. Và cứ muốn chen lên phía trước để nhìn thấy anh bộ đội giải phóng. Đấy thì để là cho nên là chúng tôi rất là cảm động và thấy nhân dân về đông vui để nhân ngày giải phóng. Thế sau đó thì cùng lúc ấy thì máy bay địch, máy bay trinh sát xà xuống. Nghĩa là rất thấp đấy. Máy rồi thì là lúc máy bay nó vòng ra xa thì pháo 203 từ hạm đội 7 bắn xuống, bắn lên. Máy bay phản lực thì căn cứ chỉ điểm của máy bay trinh sát đánh bom vào thành Quảng Trị. Nghĩa là chúng đánh vào kho xăng rồi đánh vào kho đạn là nổ inh om trong thành Quảng Trị. Đấy, thì như thế thì dân thì phải tản ra các hướng. Trong những ngày cuối tháng 4 và đầu tháng 5 thì tôi được phân công cùng các đồng chí an ninh của Quảng Hà và được một số tăng cường an ninh tỉnh về cùng chúng tôi để đi tiếp quản và coi như tịch thu tài liệu những cơ quan đầu não của chúng tại là tòa hành chính, tại là tư thất của tỉnh trưởng, rồi tại cơ quan Phùng Hoàng, an ninh quân đội, công an của chúng cũng như là trung tâm thẩm vấn. Nói chung nhiều chỗ hết sức là trọng yếu, chúng tôi đã là đưa tất cả những cái tài liệu đó là chuyển ra vùng của giải phóng. Sau khi đã giải phóng thị xã Quảng Trị và toàn bộ tỉnh Quảng Trị rồi, thì chiều ngày 2 tháng 5, tôi được mặt trận chỉ định làm chủ tịch ủy ban quân quản thị xã Quảng Trị. Lúc này, cái khung cảnh của cái thị xã là rất là phức tạp. Thứ nhất ý, là một số địch nó vẫn lợi dụng là nó chống cự chúng ta, ví dụ như nhà thờ Chí Bưu hoặc là một số khác ở những cái địa điểm khác. Cho nên ta phải tiếp tục là truy quét cái ổ nhóm còn địch còn chống cự. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là trong thị xã của chúng ta thì địch còn bỏ lại, như thế là trong cái bệnh viện gồm có hơn 300 là thương binh và những cái binh lính nó chết ở đấy. Thế thì chúng ta phải làm thế nào nhanh chóng là giải quyết, tức là băng bó cứu chữa cho cái thương binh của nó. Cho nên chúng tôi đã huy động tất cả những cái dân y, quân y để vào cứu chữa cho họ. Sau khi ta cứu chữa thì ta đưa ra ngoài để cho an toàn. Thứ hai là những cái binh sĩ của họ đã chết thì như thế là chúng ta cho chôn cất. Còn đối với tình hình ở đây, bà con sơ tán đi hết rồi, cho nên cũng phải huy động anh em về để làm gì? Chính là đã huy động được cái lực lượng nó làm những cái công tác giải quyết những cái hậu quả của cái tình hình. Một điểm thứ ba nữa, tức là phải nhanh chóng củng cố lại chính quyền cơ sở ở các cái phường, xóm. Thứ ba, thứ tư đó là phải nhanh chóng lập ngay cái kế hoạch để mà phòng thủ, đề phòng quân địch có thể là tái chiếm cái Quảng Trị. Có thể nói là tình hình rất, và thu hồi hàng trăm là pháo, hàng ngàn xe và các loại của địch để mà đưa ra, không thì nó đốt cháy, không nó đánh phá mất. Có thể nói là trong cái tình hình thời gian rất ngắn thôi, nhưng bởi vì đã được sự lãnh đạo của đảng bộ địa phương cũng như chính quyền địa phương đã cùng nhau hỗ trợ lại, góp sức lao lại, cho nên là
chúng ta đã huy động được một cái lực lượng lớn của dân để giải quyết được những công việc rất là phức tạp. Không chịu đựng nổi thất bại ê chề vì mất Quảng Trị, mất một hệ thống phòng thủ và loài bậc nhất mà Mỹ Nguy vẫn thường hoanh hoang, là bất khả chiến bại, là con đê ngăn chặn vững chắc nhất của chính quyền Sài Gòn. Và để vượt phạt chụt thể diện trên bàn đàm phán ở hội nghị Paris, địch sống chết tập trung binh lực hòng tái chiếm những vùng đã mất. Mục tiêu đầu tiên là trở lại sông Thạch Hãn với thị xã Quảng Trị, mà hình ảnh tiêu biểu là thành cổ. Cuộc chiến nảy lửa giành giật nhau từng tấc đất đã xảy ra trong suốt thời gian sau đó, kéo dài cho đến khi Hiệp định Paris được ký kết vào đầu năm 1973. Song, đặc biệt ác liệt nhất là từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 16 tháng 9 năm 1972. Đây là một trong số những trận đánh được coi là quyết liệt nhất trong cả cuộc chiến tranh chống Mỹ. Nó diễn ra trên khắp chiều ngang vốn đã rất hẹp của tỉnh Quảng Trị ở phía đông và nam của con sông Thạch Hãn. Từ cánh đồng duyên hải đến cánh tây rừng núi, mà tập trung cao độ ở khu vực tuyến giữa, chủ yếu là thị xã Quảng Trị. Tiểu đoàn 8 tiểu đoàn địa phương do là độc lập, là mỗi đơn vị chốt chặn một chỗ. Riêng chúng tôi là những chiến sĩ thì chỉ biết của đơn vị trong đó là một đại đội của chúng tôi thôi. Còn cả tiểu đoàn thì mình thể hiểu hết được. Do đó là mình có trách nhiệm để mà biết hết các chỗ. Đơn vị tôi chỉ có chốt chặn từ Lạ Tứ Cầu Trắng mà về tại nhà thơ Trị Bưu. Đó. Hai cái tuyến đó thì nhiệm vụ chúng tôi là chỉ cùng đông, là chốt chặn tại vùng của cùng đông, cùng ác liệt nhất của là cái chiến trường Quảng Trị, trực tiếp để chiến đấu với quân địch, tức là ở bên kia đường, bên này đường mình phải giữ đến cùng. Nó ác liệt là ác liệt, giáp mặt nhau. Sau khi chiến dịch mà nổ ra, địch nó đã phản kích tới về dãy cầu Sải, về dãy cầu Ga, thì riêng cái đơn vị chúng tôi chốt chặn ở vùng đó thì chỉ có đến với đơn vị của bộ ngụy quân là thủy quân Lục Chiến và nhà dù đó. Thế mà 15 ngày sau thì có lúc chiến thì nó thay đổi đơn vị khác dù vô. Riêng anh em chúng tôi thì cứ bám trụ liên tục, chỉ trừ những đồng chí hy sinh và bị thương. Cuộc chiến đấu bảo vệ thị xã giữ thành cổ Quảng Trị kéo dài gần 3 tháng dưới bom đạn ác liệt của quân thù. Không có công sự trận địa nào không bị bom đạn pháo địch cày xới, băm nát hàng trăm lần. Được sự tiếp sức, chia lửa của quân dân cả nước, các chiến sĩ của nhiều trung đoàn, tiểu đoàn bộ binh, binh chủng kỹ thuật thuộc nhiều binh đoàn chủ lực và lực lượng vũ trang địa phương đã chịu đựng hàng chục vạn tấn bom đạn. Trong điều kiện thiếu thốn trăm bề, bằng lòng dũng cảm, ý chí ngoan cường và đức hy sinh vô bờ bến, các chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, giữ vững trận địa trong suốt 81 ngày đêm. Thực ra mà nói, cái cuộc chiến mà giải phóng thành phố Hồ Chí Minh ấy, thì đối với chúng tôi thì là một cái niềm vinh dự, một cái sự vinh quang. Nhưng thực sự, ra thì lại không sâu nặng bằng cái thời kỳ chúng tôi ở Quảng Trị. Bởi vì Quảng Trị nó vừa là ác liệt, vừa là gian khổ, vừa là phải chiến đấu dài ngày, vừa lại phải có như là rất nhiều hy sinh. Chúng tôi ngủ đêm thì là sáng mai dậy vẻo thấy con người mình này thấy đau thì có nghĩa là đang sống. Chứ còn thì là và sống từng ngày, biết nay biết còn sống chứ mai cũng còn biết có con là không, bởi vì đồng đội cứ lần lượt ra đi. Ác liệt của những ngày đó thì không thể tả bút giấy nào tả hết. Có những ngày chúng tôi là chiến đấu hai trận liên tiếp từ 9 giờ sáng rồi là nghỉ đến 3 giờ chiều lại liên tiếp. Đồng đội chúng tôi thì hy sinh lớp này thì lớp khác bổ sung. Để nhàng theo bước chân nhau về thăm bạn bè từ trẻ trai, anh cô sừng sững bước hương cao. Bạn tôi giờ ở nơi đâu? Chiến trường xưa thảm khốc, đứng chân trên pháo bom,
Thạch Hãn ngăn đường tới, mang sống coi nghe không, toàn cánh quân miền Đông giữ thành không lùi bước, bàn tôi ở chốt trước chờ mãi chờ mãi chẳng thấy về. Bên bờ Bắc, sông Thạch Hãn bây giờ, một tường đài mang tên Triển Thẳng Thành Cổ, soi bóng xuống dòng sông. Nơi đây chính là điểm xuất phát của những người lính chuẩn bị vượt sông Thạch Hãn để vào thị xã Quảng Trị, còn có tên là Bến Vượt. 45 năm trước, từ Bến Vượt, một hành trình máu của những người lính trẻ, phơi phới tuổi 20 đã đi qua nơi đây. Đó là những người lính mà nếu không hy sinh trong mùa hè ấy, họ sẽ là những nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư, thi sĩ, họa sĩ tài hoa. Khi chúng tôi được lệnh vượt sông thì vừa đến bờ sông thì bên kia pháo bắn, pháo đạn rồi bom pháo ngút trời, đêm, vượt vào đêm, bom pháo ngút trời. Thế thì khi ngớt một cái thì chính trị viên đại đội có hô là các anh em yên tâm, ngớt bom pháo bên kia chúng ta phải vượt sông, và các anh yên tâm rằng bên kia chúng ta, đồng đội chúng ta, trung đoàn 48, Quang Sơn còn, Quảng Trị còn, Quang Sơn còn, Thành Cổ còn, anh em cứ yên tâm sang kia, đồng đội sẽ đón chúng ta. Và lúc ấy là từng tổ tam tam theo lệnh nối đuôi nhau vượt sông. Khi mà vượt sông chúng tôi chỉ có là vượt bằng cái tăng quấn vào xung quanh cái ba lô để tạo thành cái phao. Thì bơi thì từ ngày ấy thì cái nước sông nó mênh mông, địch thì nó dùng cái hỏa lực nó quá mạnh, hết pháo bầy, pháo biển, rồi thậm chí cả bom thả vào cái bến vượt ấy. Tôi bơi đằng trước, đằng sau thì tôi chỉ nghe thêm một tiếng bục cái, thì vào và đồng đội tôi kêu nội ơi, mày cứu tao với. Thì đúng là tôi quay lại nhìn lại thì đồng chí đã bị chìm nghỉm ở dòng sông, mà lúc nước nó lên giết mình, không thể làm việc. Tình cảm quân dân á, khi một đêm mà nghe vượt sông Thạch Hãn là cứ lo họ đi không thể trở về đó, mà khi ra giữa dòng sông rồi thì pháo và bom đã dồi xuống dòng sông, thì chị nhìn thấy nhấp nhô những cái phao bơi ở trên mặt nước, và cố nhìn xem thử lên được bờ bên phía nam của sông Thạch Hãn thì còn được bao nhiêu, thì thấy lên một đài đồi thì gần như là 100 quân, mà lên ở bên đấy thì còn vài ba chục quân. Ở thành cổ, ngoài đài tưởng niệm chính ngay trung tâm, góc phía đông của khu di tích còn có một tường đài nhỏ mang tên Đài Trưởng Tích Sinh Viên Chiến Sĩ Thành Cổ Quảng Trị mùa hè 1972. Trên đó có 11 tấm phù điêu chạm khắc hình ảnh ga Hàng Cỏ với chuyến tàu chở lính, lớp học ở giảng đường đại học, cảnh chia ly đưa tiền, giấc mơ hòa bình với nhà máy, đồng lúa trang sách. Và chính lớp chiến sĩ, sinh viên thành cổ ấy đã tạo thêm một nét hào hoa trong trang sử bi tráng của mảnh đất này. Мне кажется, порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех давних летят и подают нам голоса. Не потому
так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Không thể kể hết những khốc liệt, hy sinh và những chiến công trong 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ thành cổ. Nhưng những phút yên lặng hiểm hoi giữa bao trận đánh, họ lại làm thơ, vẽ tranh, viết nhật ký, ghi lại những dấu ấn, những kỷ niệm khó quên trong chiến đấu. Cả những suy nghĩ, ước mơ ngày hòa bình trở về sẽ tiếp tục vào giảng đường đại học, cống hiến sức mình, xây dựng lại quê hương. Vẫn còn đây, gương mặt những người lải đò quả cảm đã xông pha trong làn mưa đạn pháo địch để chở bộ đội, chở thương binh qua về sông an toàn. Vẫn còn đây, bóng dáng những o dân quân tải đạn, những chị Giao Liên như con thoi dẫn đường cho bộ đội vào thành cổ. Những đồng đội thân thương đã lưu ảnh vào ký ức. Chúng tôi cũng có cái may mắn đóng quân cùng với lại đồng bào, và đồng thời ở đấy thì có những cái đội coi như là du kích, thì rất nhiều các o trong hoạt động ấy thì là với chúng tôi là luôn luôn có cái giao lưu tình cảm, và ngoài ra là cùng hoạt động, lúc thì đi vận chuyển lương thực thực phẩm, lúc thì cả thương cáng thương binh, cho nên là rất nhiều tình cảm. Những o hồng rồi o băng, o lan rồi là o diệp, o thủy, những cái o mà đã từng như là du kích Triệu Thượng chúng tôi cũng hay tiếp xúc nhiều, bởi vì là cái cuộc công việc của chúng tôi là luôn luôn sát cánh cùng các o ở trong. Thời đó, trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị, tôi là một xã đội phó du kích Triệu Thượng, là phụ trách tác chiến. Đơn vị tôi hồi đó gồm có 3 trung đội, gần 100 con người bám trụ địa bàn. Đưa dân đi sơ tán xong thì tất cả anh em chúng tôi triển khai chiến đấu để bảo vệ thành cổ. Thì trong cái thời gian đó, nhiệm vụ của chúng tôi là trực tiếp chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong thì giai đoạn mà ác liệt nhất là bắt đầu tháng 7 cho đến tháng 9 là ác liệt nhất. Trong lúc đó là bổ sung các đơn vị chủ lực bổ sung để chiến đấu thành cổ, thì nhiệm vụ của chúng tôi là đào giao thông, là hầm để bộ đội vào trú ẩn, rồi chuyển quân vượt sông sang thành cổ đánh. Chúng tôi tải đạn, chúng tôi tải thương binh, chúng tôi làm nhiệm vụ chiến đấu trực tiếp đưa bộ đội sang sông lên vào thành cổ. Quảng Trị là quê hương thứ hai của chúng tôi, bởi vì ở đấy nó để lại chúng tôi rất nhiều kỷ niệm. Tôi ở trong phố ra, tôi phải bò. Tôi bò thì có một bóng rất nhỏ nhắn của cô du kích. Tôi còn đúng là khi mà đấy, cái đó là điều ấy dây dứt nhất, mà đầu o đó người nhỏ thôi chạy ra, bò ra, ghé lưng vào, đưa tôi lên vai và cõng tôi về. Về cái hầm cá nhân, từng hầm cá nhân mà xung quanh những cái trạm phẫu ấy, và tôi được các bà mẹ ở Quảng Trị chăm sóc, mà bà mẹ nào cũng già móm mém, da nhăn nheo, người gầy cuộc, thế bón cho tôi từng bát cháo, mà tôi nhớ nhất là đó là bát cháo ngon lắm, ấm lòng lắm, đó là cháo các cụ nói là đây là cháo đỗ xanh nấu với thịt bò. Thế sau khi ăn xong thì mẹ còn lấy bà cái tay vạt áo ấy long miệng cho tôi. Tôi rất nghĩ và rất nhớ mình không làm gì, vì lúc ấy không ai chăm sóc mình mà lại có cái ông bà mẹ. Hồi đó chúng tôi đều là đồng đội như nhau cả, dù anh quê ngoài Bắc hay anh quê Quảng Trị hay quê ở chỗ nào, cùng chúng tôi xem họ là như anh em ruột thịt. Khi một người mà đã hy sinh là chúng tôi đau thương,
Như những cái anh nam giới thì họ nước mắt họ chảy vào trong, như chị em phụ nữ chúng tôi thì nước mắt trào ra thương họ. Họ hy sinh quá trẻ vì chiến đấu, lúc đó chúng tôi là có những người trẻ như nhau, mà một người ngã xuống thì xem đó là như anh em ruột của mình, ruột thịt của mình, thương lắm. Trong lúc du kích hy sinh, họ cũng là xem như một người em gái quê hương, họ cũng xót xa, họ cũng nước mắt chảy vào trong. 42 năm hòa bình, nỗi bi tráng của mùa hè đỏ lửa cũng đã tròn 45 mùa ký ức. Trong những ngày dữ dội ấy, ai biết được có bao nhiêu ngàn người đã vĩnh viễn nằm lại với dòng sông ngào đỏ vì máu, vì nước lũ, vì bom cày đạn sởi năm xưa. Xương thịt họ đã tan cùng làn nước Thạch Hãn, cùng đất đai thành cổ đã lâu rồi, nhưng chiến công thì còn lại. Những bài ca về lòng quả cảm, tinh thần xả thân vì nước đã trở thành biểu tượng cho khát vọng độc lập, tự do, giải phóng đất nước, biểu tượng của hòa bình, thống nhất. Với mảnh đất Quảng Trị anh hùng, không chỉ là chuyện của ngày hôm qua bi tráng, mạch nguồn truyền thống văn hóa, lịch sử từ trong sâu thẳm của vùng đất này vẫn chảy mãi qua tháng năm, từ ngàn xưa cho đến mai sau. Gạch hồng thành cổ hôm qua thấm máu bao anh hùng liệt sĩ. Gạch hồng hôm nay là chất liệu xây lên những công trình mới. Bàn đến với chúng tôi trên đất Quảng Trị, không phải chỉ được tắm mình trong những ký ức bồi hồi, rào rực của một thời gia diệt yêu thương và rất đổi tự hào. Từ những dòng sông triệu nàng quả khứ bi hùng, bạn hãy bước lên con đường xuyên Á, sẽ bắt gặp một Quảng Trị hôm nay rộn ràng, náo nức cùng cả nước và bạn bè quốc tế tiến vào thời đại mới. Thời đại đổi mới, hội nhập và phát triển. Giang ta đứng, mặt trời ngang vai, người ta trên núi, giang ta trên cao. Giang ta đứng, nổi giữa kiền sông núi mênh mông, trên giang sông lượn vào uốn khúc. Giang ta đứng oai hùng, giang đứng ung dung, ta đứng đây mắt nhìn bồn hương. Giang ta đứng từ hai mươi còn mãi, mãi mãi mùa xuân. Giang đứng Việt Nam, la 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 la. Giang ta đứng hai mươi còn đó, mãi mãi mùa xuân. Giang đứng Việt Nam, giang ta đứng hai mươi còn đó. Ah.